Hơn một tuần qua, các thành viên trong gia đình của 13 người bị mắc kẹt đã ngồi chờ bên ngoài cửa hang Tham Loan để trông ngóng tin tức về người thân của họ. Sau khi nghe tin người thân của họ còn sống sót, ai ai cũng không giấu được niềm xúc động. Cô Akan Wibumrumring, mẹ của cầu thủ nhí Chen 11 tuổi bị mắc kẹt trong hang, đã như chết lặng. Cô chết lặng vì hạnh phúc và không tin được những gì đang xảy ra. Tôi quá hạnh phúc, tôi không biết nói gì hơn. Việc đầu tiên tôi sẽ làm là sau khi gặp lại con sẽ ôm chầm lấy con trai mình. Tôi sẽ nấu cho con mình những món ăn mà nó thích. Một người đàn ông khác cũng có con bị mắc kẹt trong hang cũng không giấu nổi được niềm hạnh phúc. Không chỉ có người thân của các em, giới chức Thái Lan cũng bày tỏ niềm vui trước những nỗ lực được đền đáp của lực lượng cứu hộ. Phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng thì chúng tôi mới có thể đưa được những đứa trẻ ra. Vì vậy, tôi cũng không dám chắc rằng bọn trẻ sẽ phải ở trong hang bao lâu nữa. Mặc dù đội cứu hộ đã xác định được vị trí của đội bóng, song họ sẽ phải mất thêm một khoảng thời gian nữa trước khi đưa toàn bộ 13 người ra khỏi hang an toàn. Đây được cho là một công việc khó khăn do nước trong hang vẫn chưa rút hết và các thành viên đội bóng không phải là thợ lặn chuyên nghiệp.